để không có chướng ngại, cho nên tất cả đều hiện thành. Kinh Đại Thừa thường nói Như Lai ngũ nhãn chiếu minh, Quan Âm nói thập nhãn, lại nói với chúng ta quả địa Như Lai đầy đủ thập nhãn, Bồ Tát cũng có thập nhãn. Bồ Tát đây là pháp thân đại diện, từ Bồ Tát sơ trụ cho đến đại giác 41 niên đầy đủ thập nhãn, đều không có chướng ngại, tất cả mọi thứ chướng ngại đều đột phá, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, nhập vào cảnh giới này. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh bằng mọi phương tiện hoàn toàn là bộc lộ kiến thức. Nơi đây lại thêm thức niệm, đối với chúng ta mà nói, lúc nào ngài mới cần thức niệm? Chúng ta nói thức niệm, ngài chỉ là tùy thuận chúng ta phân biệt và phân biệt, tùy thuận chúng ta chấp trước và chấp trước, sự việc như vậy đó. Cho nên dù ngài có được niệm cũng ngoài ý muốn, chúng ta cần hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phật Bồ Tát từng qua ở thế gian không có gì khác ngoài việc giáo hóa chúng sanh. Chúng ta hôm nay chân chánh giác ngộ, chân chánh hiểu rõ rồi, mọi mổ nạn của thế gian này từ đâu đến, cho người làm ra, mọi tạo tác của tâm không hiện biểu hiện ra gì, cùng giải quyết vấn đề này. Ngoài giáo hóa ra không có phương pháp thứ hai, chính trị không thể giải quyết, kinh tế không thể, khoa học cũng không thể, chiến tranh đã không thể, cho đến tôn giáo cũng không thể giải quyết. Cho nên Như Lai chỉ định là người giải thoát, ngài đến giúp đỡ chúng sanh giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề nan giải của xã hội. Ngài chỉ như vậy mà đến. Ngài xuất thân là Như Lai, lại không đến được những gì. Việc này nói rõ điều đó, giải quyết vấn đề xã hội cũng như giải quyết công tổ, chính trị giải quyết công tổ. Đức Phật đương thời nhỏ con của ngài cũng rất tốt, chúng ta thấy được trong truyền kỳ. Chúng ta tổ chức luôn, ngài không làm quân quân, không làm viên soái, quân sự giải quyết không xong, thì hiện xuất gia làm công tác thiện nguyện giáo dục xã hội có thể giải quyết vấn đề. Điều đó cho chúng ta